Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ở trong clip lần này, mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng một phần mềm thay đổi giọng nói, đó chính là Cloudfish for Changer. Thì link tải của cái phần mềm này mình để ở bên dưới video, hoặc là anh em có thể gõ với cụm từ đó là Cloudfish for Changer ở trên Google của mình. Ở đây Cloud này, Cloudfish Voice Changer ở trên Google, và sau đó anh em nhấn Enter. Thì ở trong cái mục trang đầu tiên thì anh em chỉ nhấn vào đây cloudfishtranslator.com. Đấy, thì anh em nhấn chọn vào đây cho mình. Sau khi đó vào đây thì anh em sẽ được một cái trang chủ của Cloudfish Voice Changer. Thì đây là một cái phần mềm miễn phí, cho nên anh em có thể sử dụng mà không phải trả bất kỳ một cái phí hay là phải mua phần mềm. Ok, và sau đó anh em nhấn download cho mình. Và ở đây tùy theo phiên bản nhé, phiên bản Win của anh em nếu như là 64 bit thì mình khuyên thì anh em nên chọn là phiên bản 64 bit. Và thứ hai đó là 32 bit thì anh chạy dành cho những cái Windows, tức là dành cho máy tính nào chạy 32 bit như là Windows 10 32 bit hoặc là Windows 7 32 bit, Windows 8 32 bit thì anh em nên tải phiên bản này. Thì đối với máy tính của mình thì mình sẽ sử dụng phiên bản đó là 64 bit. Mình sẽ tải cái này về và nhấn chọn desktop và nhấn chọn save. Ok, sau khi tải xong nhá, thì đây cái này mình đã tải về rồi, thì nó sẽ có là một cái phần mềm tải như này. Thì anh em kích chọn vào đây và nhấn chọn Runs Administrator. Đó, thì ở đây phần cài đặt thì nó sẽ tự động, đó là nó sẽ disable, mở và tắt cái dịch vụ audio của cái máy tính của mình. Cho nên thì ở trong lần này đấy thì mình xin được phép đó là chỉ quay thôi, nhưng không nói gì nha anh em. Là anh em nhìn vào thao tác của mình làm ở trên máy tính và sau đó làm theo nhé. Ok, thì sau khi anh em cài đặt xong cái phần mềm Cloudfish Voice Changer thì nó sẽ xuất hiện một cái biểu tượng ở ngoài desktop như thế này. Thì anh em chỉ việc kích chọn vào cái biểu tượng Cloudfish Voice Changer và nhấn chọn Runs Administrator. Đấy, thì ở đây nó sẽ xuất hiện đó là cái mục vòng tròn tròn biểu tượng của Cloudfish Voice Changer. Thì việc của anh em đó chính là chỉ việc kéo xuống ở thanh taskbar và nhấn chọn vào ở đây. Trước khi sử dụng cái set Voice Changer này thì anh em nhấn vào chọn setup cho mình. Đấy, thì ở phần mục này thì nó sẽ tương tự như lúc nãy, đó chính là khi mà mình cài đặt thì nó sẽ tắt cái hệ thống âm thanh audio ở trên cái máy tính của mình. Cho nên thì ở phần mục này thì các bạn nhìn thấy có nút install như thế này, thì các bạn nhấn hết vào này cho mình, nhấn hết install vào 3-4 cái này như thế này mình. Còn cái nào có nút remove rồi thì anh em để riêng cho mình nhá. Ok, đấy, và anh em tích chọn vào cái start with Windows hoặc là tùy theo nhá. Ok, bây giờ mình sẽ pause lại video và mình sẽ install cho anh em xem. Ok, thì sau khi anh em đã install hết ở cái phần mục setup của Cloudfish Voice Changer thì mình sẽ có một lưu ý nhỏ dành cho tất cả anh em, đó là khi mà anh em cài đặt tất cả cái này thì anh em nên tắt tất cả từng nghe nhạc. Ví dụ nghe nhạc này, từng nhiệt, tụi mình đang nghe nhạc, bất kỳ âm thanh nào nó phát ra trên máy tính thì mình tắt hết đi. Tức là cả không nghe nhạc, không nghe YouTube, không nghe ở trên máy tính, là chỉ để các phần mềm thôi. Đó là chỉ để phần mềm để cài đặt như thế này thì nó sẽ không gặp bất kỳ cái lỗi nào sinh ra. Ví dụ như là các bạn, ví dụ như mình đang mở cái này nhé, thì mình install vào nó sẽ bị lỗi. Thứ nhất là bị lỗi âm thanh, thứ hai nó sẽ không cài được driver vào trong cái máy tính của mình. Hoặc là khi bạn đang nghe YouTube, một bài hát nào đấy, hoặc là bạn xem bất kỳ một cái video nào đấy thì nó sẽ bị lỗi trong quá trình cài đặt. Thì cho nên thì mình khuyến khích các bạn đó là không nên bật YouTube, thứ hai là không nghe bất kỳ âm thanh nào trên website hoặc là trên game máy tính. Ok, thì sau khi cài đặt xong thì anh em tắt cái này cho mình, Cloud này. Đó, thì anh em vào phần mục đó là set Voice Changer cho mình.
Ở đây phần mục Search Volume G nó đang ở chế độ mặc định. Đó như thế này. Mình sẽ bao lại cái phần nhạc nền để tiện cho anh em. Trước khi mình sẽ chọn cái Baby Pitch. Đấy, cái này là sẽ dành cho chất giọng trẻ con. Và làm sao để nghe được cái test được chất giọng ở trên này thì mình sẽ có một cái phương pháp rất là ok. Đó là anh em chỉ cần kích vào Control Panel. Ở đây thì anh em là dùng Win 7 thì anh em có thể nhấn chọn Start ở đây và nhấn chọn vào tức là Search ở không Search ở đây. Thì đối với những anh em này dùng Win 10 thì nhấn chọn Win S cũng được. Win S này. Win S. Nhấn chọn Win S lên cho mình nhá. Nó sẽ như này và anh em nhấn chọn cho mình là Control Panel. Đó, Control Panel. Như thế này. Thì anh em bật to lên cho mình vào phần mục Sound này. Ok, mình sẽ tắt cái này đi. Sau khi anh em vào phần mục Sound nhé. Và anh em phần mục sau thì phần recording thì ở đây anh em sẽ nghe cái microphone 3 này cho mình. Đấy, cái chọn vào đây, cái nút vào đây nha. Và nhấn chọn vào phần mục listen này. Nhấn chọn listen. Choose this device. Và nhấn sau đó nhấn chọn app đi thôi. Đó. Thì thì anh em có thể nghe được cái chất giọng baby pitch của mình. Ngoài ra anh em có thể tăng giảm cái này hoặc là chọn bất kỳ chất giọng ở trên này. Đấy. Đấy, cái là chất giọng auto đi. Chất giọng lon. Chất giọng mutation fast mutation slow mutation female pitch hoặc là helium pitch và baby pitch. Thì đây là một phần mềm miễn phí dành cho Windows, tuy nó không có nhiều chất giọng như là thằng Vamos, nhưng mà mình vẫn hy vọng anh em có thể tùy theo anh em là thích đơn giản thì có thể sử dụng Graphics Version G hoặc là sử dụng phần mềm Vamos như ở trên cái phần mục ở trong cái video lần trước mình đã hướng dẫn cho toàn bộ các bạn. Đấy, thì có thể nghe được cái chất giọng của mình bằng cách Graphics miệp miệp pin như thế này. Đấy. 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 Radio chất giọng của Boss. Chất giọng của Boss. Ok ok. Đấy. Video của mình trường hợp mà anh em muốn tắt cái phần mềm Graphics Voice Changer này, tức là đang ở chất giọng baby nhá. Ví dụ mình đang chọn ở chất giọng baby. Đó, bây giờ anh em muốn tắt cái phần mềm Graphics Voice Changer, anh em chỉ việc ở đây và nhấn chọn là Turn Off thôi. Đấy, anh em chỉ việc chọn Turn Off là nó sẽ tắt đi. Và sau đó anh nhấn Turn On lên thì nó sẽ bật lên cái chất giọng đấy. Hoặc là anh em muốn set lại cái Voice Changer thì anh em hãy chọn vào đây Baby Pitch là ok. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Và chất giọng của mình sẽ trở về bình thường. Ok. Vậy là mình đã giới thiệu sơ qua anh em về một phần mềm thay đổi giọng nói có thể thay đổi thành giọng nam, giọng nữ bằng việc sử dụng Graphics Voice Changer. Và hy vọng anh em nhớ theo từng bước cài đặt của mình ở trên cái video này, từng bước một, và nhớ là tắt các hết các cái thiết bị mà nghe nhạc như là cái Windows Media hoặc là các bạn đang xem trên YouTube ở trên cái này thì anh em tắt đi và sau đó tiến hành cài đặt phần mềm thì sẽ không có bất kỳ cái lỗi nào xảy ra ở trên cái phần mềm Graphics for Changer. Và hy vọng video này sẽ mang lại những cái thông tin hữu ích và giá trị dành cho tất cả anh em, và hẹn gặp các anh em ở trong các series video hướng dẫn những mẹo vặt thủ thuật những phần mềm hay. Thì mình sẽ làm video clip, và nếu như có bất kỳ thắc mắc hoặc là yêu cầu gì thì vui lòng comment ở bên dưới video thì mình sẽ xét comment đấy và mình sẽ hỗ trợ cài đặt hoặc là giúp đỡ các bạn ở trong cái về vấn đề đó. Tạm biệt các bạn, và đừng quên bỏ lại một cái
like, một subscribe trên channel của mình để ủng hộ mình ra tiếp các video mới chất lượng hơn, hay hơn, và nó giúp ích được nhiều người hơn trong việc sử dụng máy tính, công nghệ thông tin, phần mềm hoặc là một số thủ thuật nhỏ nhỏ ở trên máy tính. Ok, và chào tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở trong các cái series video hướng dẫn phần mềm thủ thuật khác. Bye bye.